Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội hàng vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Tin Vatican. Kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và nước Pháp. Quan hệ ngoại giao là thuật ngữ chỉ mối quan hệ ngoài lãnh thổ của các quốc gia. Ở đây quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh Vatican và nước Pháp không chỉ nằm trên bình diện chính trị, chủ quyền trị vì, nó được đặt trên nền tảng đức tin công giáo và đời sống đạo của người Kitô hữu. Vì thế, năm 1921 đánh dấu sự trở lại và phát triển của tình hữu nghị của hai nước sau sự gãy đổ năm 1905. Xung đột đầu tiên bắt đầu năm 1880 khi nền Cộng hòa thông qua những đạo luật bất lợi cho giáo hội công giáo. Tiếp theo đến năm 1901, nước này tiếp tục việc trục xuất và phát triển các nhà dòng. Đến năm 1904, luật Petit không cho bất kỳ dòng tu nào được phép dạy học nữa và các tu sĩ ngoại quốc không có quyền sở hữu tài sản cá nhân trên đất nước này. Đứng trước khó khăn đó, Tòa Thánh kêu gọi các tu sĩ tiếp tục sứ mệnh của họ theo cách thức phù hợp nhất nhiều tu sĩ phải bỏ tu phục để có thể tiếp tục dạy học và tan vỡ mạnh mẽ nhất là mối quan hệ ngoại giao trong chiến tranh thế giới thứ nhất lúc bấy giờ nước pháp đòi hỏi tiếng nói của mình trong tòa thánh vatican mối quan hệ ngoại giao từng bước được hàn gắn bắt đầu trong chiến tranh thế giới thứ nhất các tu sĩ người công giáo đã tích cực bảo vệ quê hương sau chiến tranh nếu như tiếp tục loại trừ những người đóng góp đó thì quả là vô lý sau chiến tranh thế giới thứ nhất sự biến động của các đế chế cần sự hợp tác giữa nước pháp và tòa thánh vatican nước pháp và tòa thánh vatican đã đạt được thỏa thuận để bảo vệ các cộng đoàn Kitô tô hữu điều cuối cùng đóng ấn cho sự hòa giải của mối quan hệ ngoại giao đó là người nữ thánh nữ zend trong lễ phong thánh cho ngài lần đầu tiên chính phủ pháp cử một đại sứ đặc biệt thành viên hàng lâm viện gabriel hanotos cha adora nhận định rằng luật tách biệt giữa giáo hội và nhà nước như một nguyên tắc đã là một thực tế được chấp nhận trong hơn một thế kỷ. Nhưng ngày nay, điều quan trọng là những thuận tiện mà chúng ta đề xuất. Năm 1905, mọi thứ được thực hiện trong bầu khí xung đột. Ngày nay mọi thứ phải được thực hiện để đảm bảo rằng điều này diễn ra trong sự hợp tác, trong một bầu khí hòa bình. tin Campuchia, Đức cha Yves Ramos, nguyên đại diện tông tòa Phnom Penh và là người có những đóng góp rất lớn đối với việc loan báo tin mừng tại Campuchia, đã qua đời ngày 26 tháng 2 tại Pháp vì dịch COVID-19. Đức cha Ramos sinh ngày 23 tháng 2 năm 1928 tại thị trấn Sabaden, tỉnh Lori, giáo phận Quy, miền trung nước Pháp Ngày 18 tháng 3 năm 1957, Ngài được gửi sang phục vụ ở Campuchia. Đến đất nước Đông Nam Á này, vị thư sai của Mép học tiếng Khmer và tiếng Việt ở Ba Nam. Kể đó là giáo sứ Thánh Phe-rô, Thánh Phaolô tại Đông Bên. Năm 1960, Ngài trở thành giáo sư Đại Chủng viện Sài Gòn. Năm kế tiếp, Ngài về giảng dạy ở tiểu chủng viện Đông Bên. Cha Ramos có quay lại Pháp một thời gian ngắn trong 1962 để dạy tại đại chủng viện Mép. Ngày 12 tháng 11 năm 1962, khi mới 35 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Nôm Pen và được đức cha Gustave Prapalen truyền chức giám mục vào ngày 24 tháng 2 năm 1963 trong một nhà nguyện nhỏ của Mép. Trong các thập niên 1950-1960, Campuchia bắt đầu có nhiều linh mục Khmer Đức cha Ramos cũng cho thành lập đại chủng viện trên bán đảo Chorus Chanvan đối diện với Phnom Penh. Tuy nhiên, chủng viện hoạt động chưa bao lâu thì đã đóng cửa do những bất ổn về chính trị ở Campuchia trong thập niên 1970. Năm 1975, lực miệng Khmer Đỏ tấn công Phnom Penh, Đức cha Ramos cùng một số linh mục quyết định ở lại. Đầu tháng 2 năm này, Ngài đã truyền chức giám mục cho cha Joseph Sanmar Salat. Sau đó, Ngài bị trục xuất khỏi Campuchia. Năm 1989, Ngài trở lại Campuchia, nhưng muốn người Campuchia tự xây dựng giáo hội của họ. Ngày 25 tháng 3 năm 1990, sau nhiều cuộc thảo luận giữa Đức Cha Ramos với chính phủ Campuchia, nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Năm 1997, chính phủ Campuchia công nhận công giáo là một tôn giáo, chứ không còn là một hiệp hội tổ chức phi chính phủ có yếu tố tôn giáo. Cũng trong giai đoạn này, Ngài tập trung vào việc đào tạo linh mục bản xứ, làm hạt nhân cho việc truyền giáo sau này. Đức cha Ramos ở lại Campuchia cho đến năm 2013. Sau đó Ngài về nước, nghỉ hưu ở thị trấn Montbeton, miền Nam Pháp. Hằng ngày Ngài vẫn cầu nguyện cho giáo hội tại Campuchia, đất nước Ngài đã dành cả đời để phục vụ và luôn luôn yêu mến. tin chứng nhân Đức Thánh Cha Francisco tôn vinh sự hy sinh của các nhân viên y tế đã chết trong đại dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 2 năm 2021, trong thư gửi Đức Cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các nhân viên y tế, đặc biệt là những người đã qua đời khi phục vụ trong đại dịch COVID-19. Thư của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Pallia đọc trong một nghi thức được Viện Hàn Lâm tòa thánh về sự sống cử hành trực tuyến để tưởng niệm các nhân viên y tế đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Sự kiện được tổ chức nhân dịp một năm phát hiện các nhiễm virus corona ở thị trấn Codono của nước Ý. Hội tháng 11 năm ngoái chính phủ Ý thiết lập ngày này vào ngày 20 tháng 2 là ngày toàn quốc dành cho các nhân viên y tế thực hành nghề nghiệp như một sứ vụ trong thư đức thánh cha khen ngợi các nhân viên y tế đã thực hành nghề nghiệp một cách quảng đại đôi khi anh hùng như sống một sứ vụ ngài đã viết tấm gương rất nhiều của anh chị em chúng ta những người đã chịu nguy hiểm đến hy sinh mạng sống khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc trong tất cả chúng ta và là lý do để chúng ta suy gẫm trước sự tự hiến này toàn thể xã hội được thử thách để làm chứng cho ngày càng vĩ đại hơn về tình yêu thương tha nhân quan tâm đến người khác đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Thuốc chủng ngừa chống lại chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ. Đức Thánh Cha nói rằng sự cống hiến của các nhân viên y tế, ngay cả hiện nay đang làm việc trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe là một thuốc chủng ngừa chống lại chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ và thể hiện ước muốn chân thật nhất trong trái tim con người được gần gũi với những người khốn khổ nhất và hy sinh bản thân vì họ. tham dự cách thiên liên, Đức Thánh Cha cũng bảo đảm sự gần gũi thiên liên với những người tham dự sự kiện tiễn niệm. Tôi tham gia cách thiên liên với tất cả những người tụ họp cho sự kiện kỷ niệm quan trọng này và tôi gửi lời chúc lành đến quý vị. Trong năm qua, Ý đã ghi nhận gần 3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 và hơn 95.000 trường hợp tử vong. Theo liên đoàn quốc gia về bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ, tính đến ngày 18 tháng 2 Ước tính có 324 bác sĩ đã chết ở Ý do đại dịch virus corona. Một điểm tin giáo hội hàng vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.